Rồi hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Thì bên em là điện thoại Samsung hàng xách tay nha mọi người. Số điện thoại em nằm bên góc phải màn hình ha. Có link Facebook địa chỉ dưới phần mô tả. Mọi người cần thì liên hệ qua Facebook hoặc Zalo với em ha. Thì nay có về được lô Note 9 mọi người. Note 9 nhiều quá nên em quay một cái video là Note 90 luôn ha. Rồi mấy mã kia thì chiều nay em sẽ quay sau mai em đăng ha mọi người. Rồi trước tiên thì em lên Note 9, cái này là 5164 nha. Tình trạng là có hai lưng rồi ha mọi người ha. Đây, cái này tình trạng là màn đốm em bao test 7 ngày, bảo hành phần cứng với không lan là 45 ngày ha. Cái này là đốm gel nha mọi người, đốm gel xài thường rất là bền luôn ha. Đây, cái này là RAM 6 128 GB. Pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch ha mọi người. Pin 4000 nè, màn 6.4 inch. Độ phân giải là 2K cộng ha. Có hỗ trợ loa kép bút chụp hình được nha mọi người. À, riêng cái màu đa sắc ha mọi người. Màu đá sắc với màu trắng nha, là bút em không đúng màu được nha mọi người, nhưng mà vẫn bút chụp hình cho mọi người ha, mà không có được đúng màu nha mọi người, tại vì cái bút của nó cái màu này không có mọi người, chứ không phải là em không tặng ha, người ta giao cho em là người ta giao bút này nha mọi người. Đó thì mọi người lấy em sẽ gắn bút chụp hình cho mọi người bình thường thì được ha. Đây ngoại hình nè mọi người. Đây, email là 5164 ha, giá em bán 3.200.000. Thì nó chính nó thường là cấu hình giống nhau thôi mọi người. Là RAM là RAM 6 nè, 128 GB. Pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Đây nay em báo tình trạng là màn như thế nào với giá em bán nha mọi người. Chứ có một loại cấu hình thì như nhau thôi mọi người. Có hai cây bản đặc biệt thì xíu em sẽ quay riêng ha. Rồi, tiếp lên cây này mọi người. Cây này thì màn 9-10 với màn đẹp luôn rồi. Nói chung là nó không khác gì màn đẹp mọi người. Đây màn là tình trạng là có fit ám rồi nha mọi người, nó cái có một lần siêu mờ luôn, nói chung là ai nhìn kỹ được mới thấy mọi người. Cái này thật sự là bán màn đẹp được ha, nhưng mà em vẫn bán là màn fit ám nha mọi người, không có bán màn đẹp ha. Đây soi kỹ cho mọi người coi luôn ha. Rồi cái này giá em bán là 3.300.000 nha mọi người, 4976 ha. Cái này y chang màn đẹp luôn, không khác gì hết mọi người. Đó, ngoại hình nè mọi người. Đây, có xấu ở đây xíu ha. Đây, giá bán 3.300.000 ha. Rồi, tiếp lên cây này. À, quên nữa mọi người, cây nào hai lưng gò em sẽ báo ha. Cây này là tình trạng là có hai lưng gò này nha mọi người. Rồi, cây này lưng zin ha, cũng 3.300.000 luôn. Nhưng mà tình trạng là có xước cái chỗ vân tay nha mọi người. Đây, ngoại hình luôn nha. Đây có 6 đây mọi người. Đó, có cấn một góc ha. Đó, tình trạng cái máy này á, thì nó cũng là ám nhẹ thôi mọi người. Đó, màn có ám nhẹ ha. Rất là nhẹ luôn. Mấy cái này fit ám đa số là gần như là đẹp không mọi người. Đó, cái này cái nào bút á là thường là bút sẽ chụp hình được nha mọi người. Nó 9 giờ em bao bút chụp hình được cho mọi người luôn ha. Cái nào không được em đổi nha. Nhưng mà quan trọng là cái màu đa sắc với màu trắng là em không có đúng màu nha mọi người. Đó, mấy cái này em chưa kết nối mọi người, mới gắn vô rồi chưa kết nối. Kết nối sẽ chụp hình bình thường ha. 7371 nha mọi người, giá 3.300.000 ha. Tình trạng cái này cũng là ám rất là nhẹ luôn, đã fit rồi ha. Đó, nói chung mọi người xài hàng ám nhẹ này nói chung nó cũng gần như màn đẹp mọi người, nó đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhìn nó nhiều khi nhìn mọi người nhìn còn chưa biết màn ám màn fit ám nữa. Đó nên xài cũng bình thường thôi. Rồi tiếp lên cây này mọi người. Cây này là 4287 nha. Cây này em bán 3.200.000 ha. Tình trạng cây này là màn cũng có fit ám rồi luôn nha mọi người. Đa số em bán đây là màn fit ám rồi nha mọi người. Đó, em bán có sao em báo vậy ha. Đây mọi người, nhìn mọi người nhìn hai cái màn nó hơi lệch nhẹ xíu ha. Đó. Còn lại là rất là sáng đẹp nha mọi người. Ngoại hình nè. Đó, cái này ngoại hình khá kén ha, lưng zin nha mọi người. Đó, cái này sẽ là RAM 6 64 GB. À, RAM 6 128 GB nha mọi người. RAM 6 128 GB. Pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Có hỗ trợ loa kép. Thì mọi người mua máy bên em á, là giá trên đây em tặng kèm cho mọi người bộ sạc nè, dán màn hình, di ốp nha mọi người. Rồi, tiếp lên cái này là 56
47 nha mọi người, 5647 giá 3.200.000 ha. 5647 3.200.000. Đây tình trạng nè mọi người. Đây ha, tình trạng nè mọi người. Nói chung là có fit ám rồi mà còn rất là đẹp nha mọi người. Ở trong hình trong video mọi người nhìn nó hơi hồng vậy chứ ở ngoài thì ra rất là sáng nha mọi người. Đó, ngoài nó sáng hơn rất là nhiều ha. Đó, cái này em bán giá là 3.200.000 ha. Đây mọi người, ngoại hình nè. Ba triệu hai trăm ngàn. Rồi tiêm lên thêm cây 3.200.000 đó mọi người. Cây này tình trạng là có sức vân tay tí nè. Đó, 9495 nha mọi người. 9495 ha. Đó, tình trạng thì nó cũng có fit ám rồi. Nói chung thì em bán giá là giá theo màn mọi người. Màn nó ám nhẹ ám nặng với tùy theo thôi. Như mọi người nhìn cái cây 2.2 nè. Đó, 2.2 nó khác với cây 3.000.000 lắm. 3.000.000 nó gần như màn đẹp luôn rồi. Còn 2.2 thì nói chung xài chữa cháy nè, về chạy app game hay là mình chạy xe rồi mọi người. Đó, rồi cái này em bán là 3.200.000 nha mọi người. Đây tiếp lên cây này nha mọi người, 1819 ha. Cái này tình trạng nè mọi người, tình trạng cây này là có ép kính rồi nè. Đó, nó có bị bụi ha, ép dính bụi nè. Đó, với bám siêu nhẹ luôn, nó có fit gòi mọi người. Nói chung là fit gòi nhìn như màn đẹp nha. Mấy cái cây mà ấm nhẹ để em quay cho mọi người coi, nó ấm vừa vừa á là nó sẽ như cái này nè. Đó, cái này là ấm vừa vừa nè, còn mấy cái này là gần như là đẹp luôn rồi nha mọi người. Đó, nó cũng 90 với màn đẹp rồi, còn mấy cây ấm nhẹ nhẹ là nó sẽ cái này ha. Đó thì cây này tình trạng mọi người có bụi xíu ở đây ha, với ấm nhẹ nè. Cái này em bán là cái này là fit gòi. Đó, cái này em bán giá 3 triệu nha mọi người, màu trắng ha, ngoại hình nè mọi người. Đây có 6 đây ha. Nói chung nó chín mà giờ tầm giá này thì ngon hơn nó 8 mọi người. Nó 8 màn đẹp 3 triệu mấy, nhưng mà cái này nó gần như màn đẹp đâu khác gì màn đẹp đâu mọi người. Đó thì nó còn rẻ hơn nó 8 màn đẹp nữa. 3 triệu hả mọi người ha. Rồi tiếp lên cây 3.200.000. Cái này email là 97464 nha mọi người. 9764 ha. Cái này tình trạng lượng zin nha mọi người. Cái này hai lần em sẽ báo ha. Đây tình trạng thì cũng đã fit ám rồi nha mọi người. Đó có siêu mở đây luôn. Nói chung mấy cây này là màn 90 với màn đẹp hết nha mọi người. 90 với màn đẹp hết ha. Đó thì nó chính thì thường sẽ là gam ghi giống nhau thôi mọi người. Gam 6 nè, 128 ghi ha. Đây gam 6 128 ghi nè. Pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Mấy cây trên đây là bản hàng lên 2 sim được hết nha mọi người. Người cần 2 sim thì nhắn với em ha. Rồi tiêm lên cây này mọi người. Cây này hai lân rồi nha, lân zin của bản Mỹ ha. Đây tình trạng cây này mọi người, tình trạng cây này thì không có ám mà nó đốm nha mọi người. Đốm đây ha. Đó, màn đốm nhỏ. Màn đốm em bao test mọi người 7 ngày. Nếu mà lỗi gì tất cả xanh màn luôn là em sẽ bảo hành cho mọi người, hoặc là em đổi máy khác cho mọi người tương tự ha. Nhân giá nha. Còn là phần cứng em bảo hành cho mọi người 45 ngày ha. Đó. Đây mọi người. Phần cứng nói chung là mọi người cái này ngoại hình kem nha mọi người. Bên em nhận bảo hành là nói chung là có lỗi là nhận liền mọi người, không có lòng vòng nha, nhưng mà sợ mọi người ở xa hơi mất thời gian á, là ship tới ship lui nó 2 3 ngày 4 5 ngày thôi, chứ nhận có lỗi là nhận bảo hành chứ không có ầu ơ với dầu nha mọi người. Không có nói tới nói lui ha. Rồi tiếp lên cái này mọi người. Cái này 3.100.000 ha. Tình trạng là màn cũng ám nhẹ luôn. Đã fit ám rồi ha. 3.100.000. Đây, ngoại hình nè mọi người. Độ dân sạc có 6 ha. Dưới đây một xíu mọi người. Đó. Email là 8346 nha mọi người. 8346 ha. Rồi tiếp lên cây này luôn mọi người. Cây này cũng ám nhẹ luôn ha. Đây, tình trạng cũng ám nhẹ luôn. 0945 nha mọi người. 0945 ha. À mấy cái bảo mật vân tay móng mắt
này kia là bình thường hết nha mọi người. Em đã test hết rồi ha. Cái nào lỗi thì em sẽ báo nha mọi người. Đây, cái này tình trạng là có ám nhẹ mọi người. Có ám nhẹ với có hình mờ ha. Đây mọi người, nó có hình mờ ở đây xíu mọi người. Nói chung rất là mờ luôn. Ở đây tí xíu mọi người. Cái hình bàn phím mà nói chung hình bàn phím rất là mờ nha mọi người. Nhìn rất là khó thấy luôn. Đó, giá em bán là 3 triệu 100 ngàn ha. 3 triệu 100 ngàn. Làm nó 9 giờ này xài vẫn còn rất là ngon nha mọi người. Rồi, tiếp em lên cây này cũng 3 triệu 100 ngàn ha. 9729 nha mọi người. 3 triệu 100 ngàn. Tình trạng cây này cũng vậy luôn mọi người. Có phích ám rồi luôn ha. Đây, có phích ám rồi. Hai đường phích ám nè mọi người. Đây một đường phích ám với đây đường phích ám ha. Ngoại hình rồi mọi người. Nó lỗi chân sạc có xấu. Sườn có hơi cứng nha mọi người. Máy gì là tầm cỡ hơn 90% thôi nha mọi người. Chứ em không nói 95, 96 gì ha. Hơn 90% thôi. Đó, có xước chân tay nha mọi người. Rồi, tiếp lên cây màu đen nha. Màu đen là 6091 mọi người. 6091 ha. Cây này tình trạng mọi người. Tình trạng là màn rất là sáng luôn. Phích ám rồi nhưng mà màn như màn đẹp đó. Mà nó có chữ mờ đây xíu mọi người. Đó. Thì rất là mờ luôn. Còn lại là không có lỗi lầm gì hết ha. Giá bán cây là 3 triệu 100 nghìn. Nó chín mọi người, nó chín thì sẽ là gam 6 128 GB ha. Pin thì sẽ là 4000, màn 6.4 inch, độ phân giải 2K cộng ha. Có hỗ trợ loa kép rồi nha mọi người. Đây, tiếp lên cây này. 3 triệu 100 ngàn luôn. Cái này là 2710 nha mọi người, 2710 ha. Tình trạng em bán cái máy trên đây thường là đa số là máy ám nhẹ nha mọi người. Đó, có mấy cái ám nặng như đây thì giá sẽ thấp hơn ha. 3 triệu 100 ngàn. Cái này tình trạng mọi người. À, nó có hình dưới đây mờ xíu nè. Đó, có hình mờ xíu ha. Cái ám nhẹ ở trên đây tí nha mọi người. Đó, màu titan nha mọi người. Ngoại hình nè. Đó, giá em bán là 3 triệu 100 ngàn ha. Rồi, tiếp lên cái này 3 triệu 10. Rồi, giá nó xuống từ từ mọi người. 3 triệu ha. 1126. Đây, cái này tình trạng thì có ám hồng ha. Mà đã fit rồi, nó còn hơi hồng hồng xíu. Đó, đã fit rồi còn hơi hồng tí. Đây, ngoại hình cái này cũng xấu luôn nha mọi người. Đây ha, nè. Đây mọi người. Đó, giá bán là 3 triệu ha. 3 triệu thì giờ nói chung là rẻ hơn Note 9 nữa mọi người. À, rẻ hơn Note 8 nữa mọi người. Nó ngang giá với S9 thôi. Nhưng mà cấu hình nó là cao nha mọi người. Đó, thì nói chung ám nhẹ, màn nó cũng gần như màn đẹp không mọi người. Màn đẹp thì giờ nó là 4 triệu 2. Thì màn ám nhẹ là, em bán là 3 triệu 9 nè. À, 3 triệu 3 nè. 3 triệu 2 nè. Rẻ hơn 900, rẻ hơn 1 triệu. Mấy cái này thì rẻ hơn 1 triệu mấy không mọi người. Đó, thì rẻ hơn với giá màn đẹp. Nhưng mọi người mua màn đẹp thì mua cây giống gì nó cũng 9-10 với màn đẹp rồi mọi người. Đó, cũng màn cũng 9-10 với màn đẹp nè. Đó, cây này thì bán là 2 triệu 9 nè. Với cây 3 triệu 3 thì nó sẽ chênh lệch một tí vậy mọi người. Đó, và thêm cái cây mà nếu mà 2 triệu 6 thì nó sẽ chênh lệch khác nữa ha. Để em quay cho mọi người coi. Cây này 27, 26 nè. Đó, 26 thì nó sẽ chênh lệch khác nữa nha mọi người. Đó, giá tùy theo màn thôi ha. Đó thì cây này nó cũng 9-10 với màn đẹp rồi. Mọi người mua nhiều khi xài người ta cũng không biết mọi người xài màn người ta fit ám nữa. Như màn đẹp thôi mọi người. Đó thì xài cái này đỡ được 1 triệu mấy mọi người. Đó cây này thì đỡ được 900 ha. Đây. Cây này giá 2 triệu 9 nha. 9, 5403 nha mọi người. 5403 ha. Tình trạng là màn có fit ám với một chữ M mọi người. Không thấy được. Đây mọi người. Có cái chữ mờ ở đây ha. Rất là mờ luôn. Đó, giá bán là 2 triệu 900 ngàn ha. Rồi, tiếp lên cây này
sườn có 6 nè mọi người, sườn 6 ha. À lưng chứ mọi người, thêm lên cái này lưng, lưng có 6 nha mọi người. Đó lưng rất là sướt luôn nha. Mà bên em bán là có tặng sạc ốp dán màn hình với sạc ốp với dán màn hình nha mọi người. Đó nên có ốp cũng không sao ha. Đây cái này tình trạng thì nó cũng như cái này thôi mọi người, như cái cây đen mới lên luôn, là có ám hồng đã fit rồi ha, nhưng mà nó không có hình nha mọi người. Đó giá bán là 2.900.000, email là 2549 ha. Đây cái này mọi người lấy em sẽ gắn cây sim nha mọi người. Rồi tiếp lên cây 2.700.000 nha, 2.700.000. Đây 2.900.000 với 2.700.000 thì tình trạng nó sẽ khác nhau xíu nha mọi người. Đó 2.900.000 với 2.700.000 thì cái 2.900.000 nó sẽ sáng hơn một xíu ha. 2.700.000 thì tình trạng cây này mọi người, để gì quay cho nó dễ thấy ha, có cái chữ siêu mờ xíu đó, còn lại là không có lỗi nha mọi người. Cái bút này em lấy ra em gắn bút chụp hình được cho mọi người luôn ha. Cái này là bút của Note 8 mọi người, lấy ra đây. Lưng thì vẫn là lưng zin nha mọi người, lưng nào hai em sẽ báo ha. Email là 2087 nha mọi người. Đây ngoại hình nè. Đó mấy cây giống máy giống vậy cấu hình còn mạnh, mình mua về chơi game quay phim rồi, nói chung cam nó dính chụp hình quay phim rất là đẹp nha mọi người. Đây cây này thì em bán cũng là 2.700.000 ha, tình trạng là nó ám hồng đều mọi người, nó có hình mờ xíu trên đó. 2.700.000 ở ngoài á mọi người nhìn nó sẽ đỡ hơn trong cái video này, nó hồng nha mọi người chứ không phải là nó hồng như cái video luôn ha của em quay ha. 5150 nha mọi người. Đó, cam Note 9 thì chụp hình rất là đẹp luôn ha. Mọi người mua về chụp hình quay phim làm vlog là cũng được, rất là đẹp luôn. Tại cái này cái màn nó ám hồng á, nó sẽ gây cái video hơi hồng hồng mọi người. Nhưng mà thật ra là mình chụp mình quay mình đăng YouTube á thì nó sẽ vẫn là bình thường ha, nó không có hồng nha mọi người. Đó nó không có ảnh hưởng gì nha. Như cái cây 3.3 nè mọi người. Đó, em chụp thử cho mọi người coi. Rất là nét luôn. Rồi tiêm lên cây 2.700.000 nữa nha mọi người. Cây này tình trạng á là nó fit ám rồi nhưng mà còn rất là sáng ha, có một cái đốm nhỏ. 2.700.000 đó, fit ám trên đây xuống rồi ha mọi người. Đây giá 2.700.000, cây này đã hai lưng rồi nha mọi người. Thì nó chính thường là nãy em có báo rồi ha mọi người ha, RAM 6 128 GB, pin thì sẽ là 4000 6.4 inch ha, độ phân giải sẽ là 2K cộng, có hỗ trợ loa kép nha mọi người, bút chụp hình được ha. Đây cái này em bán giá cũng là 2.700.000, 9906 nha mọi người, 9906 ha. Đây màn ám đều nha mọi người. Đó, ở ngoài thì mọi người nhìn nó đỡ hơn trong cái video ha. Đây có xước lỗ bút nha mọi người. Đây giá 2.700.000 ha, lưng zin nha mọi người. Rồi tiếp lên cây còn một cây 2.700.000 nữa ha, cây này cũng 2.700.000 luôn. Đó tình trạng thì nói chung là màn đa số là màn ám nha mọi người, giá này bán giá màn ám ha, màn đẹp nó thì 4.200.000 4.300.000 nha mọi người. Đây ngoại hình 2.700.000, 5055 nha mọi người, 5055 ha. Rồi tiếp lên cây này 2.600.000, 8972, 8972, giá 2.600.000 ha. Đây tình trạng nó sẽ là ám, ám mà khúc trên đây sáng hơn, khúc đây nhìn nó khó chịu hơn là cái ám đều nha mọi người. Đây chẳng hạn nó ám đều thì mình nhìn nó dễ chịu hơn xí ha. Đó tất cả máy trên đây bản hàng lên 2 sim được ha mọi người. Đó cái này thì có lưu ảnh rất là nhẹ nha, giá 2.600.000, ngoại hình còn khá là đẹp mọi người, có lỗ chân sạc hơi chạy xíu nè. Đó là lưng zin ha. Tiếp lên cây 7775 nha, cây này 2.200.000 ha. Đó cái này tình trạng là ám có lưu nha mọi người, ám có lưu hình ha. Mấy cây này thì mọi người về xài để nền đen xài thôi mọi người. Đó về xài chữa cháy, chơi game chạy xe rồi thoải mái ha,
2.200.000. Đây lỗ sạc có xước nha mọi người. Rồi tiếp cái này 2.200.000, 7947 ha. 2.200.000 luôn. Đây màn ám nặng nha mọi người. Ám nặng khúc này xuống ha. Ở trên thì còn bình thường. Đó có lưu hình nhẹ nha. Giá bán là 2.200.000 ha. Mấy cái này thì mọi người đừng hỏi em áp nha mọi người, tại thường nó chính là mất áp hết trơn. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video của em ha. Mọi người xem video cho em xin một like, một đăng ký kênh ha. Còn mọi người cần mua cái máy nào á thì chụp hình nhắn tin email qua cho em nha mọi người. Đó. Rồi với giá ha. Rồi em sẽ gửi hình cho mọi người coi nha. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video của em ha.